À, bây giờ là mùa thu rồi, lá này nó rụng quá vậy này. Hồi tối mưa nên cái swing nó bị đẩy ngã luôn ha. À, bây giờ cuối mùa thì con còn ra còn bầu nhiều không? Có mấy nhiều nè. Con trái này tôi thấy ăn ngon nè. Mấy trái không ta? Cái này là một, hai trái, cuối mùa mà sao trái là nhiều ghê ta. Không biết nó leo qua nhà mẹ có trái nào không, không nhìn thấy được. Ra đây chắc chiều nay đi hái, chiều nay hái gì ta, hái rau muống. Này bông cải mà chả thấy bông cải, chưa thấy, nó trồng nguyên từ đầu mùa tới giờ. Hái rau muống ra hồng tơ. Đi chắc hái à. Hái cà tím vô ăn. Có quá, ăn nhiều trái lắm. Nhiều lắm à. Cà tím quá trời. Nặng nó rụng nặng nó nghiêng cây luôn. Bên này trời ơi trái nè. Cây này nó trái nó bự nha. Trái đâu nhé trời. Cái này là cái hũ bắt ruồi chưa, mới thay được 3 ngày bự đâu mà quá trời không biết. Hũ ghê không, nhìn thấy ghê không, cái hũ bắt đùi này nhìn thấy ghê không à. Trời ơi cái này ghê quá. Oh my god. Nhìn nó không muốn ăn luôn. Mấy cái trái walnut. Cái chiều để clean up này. Mà tối mưa quá trời. Cái này cây thanh long mà chả thấy trái. Cherry mới trồng năm ngoái. Cái này là thương. Nè ra cần cua nè. Thấy chưa? Thấy con cua chưa? Thấy con cua nè. Sợ nè. Ăn cái gì vậy? Mẹ. Tóc tiên.
Giờ gần tới mùa khô rồi nha, chắc cũng bị dọn hết rồi. Nhưng mà mấy này năm năm tới nó mọc lại giống như hè. Càng cua sẽ tự động nó mọc lại, tại vì mấy cái hạ này nó rụng xuống mà ha. Rụng xuống nó tự mọc lại nè. Rau thơm, rau thơm cũng tự mọc lại, không cần phải trồng lại. Nhưng mà có khi nó cũng tự mọc lại, nó rụng xuống rồi nó tự mọc lại. Chiều nay là phải hái cái đống này vô mới được. Rau muống. Hồng tăng. Đó, nghe tiếng gà nó gáy không? Tiếng gà gáy ở gà. Bãi tha ma chứ. Tiếng à, ở bên Mỹ nghe tiếng gà gáy vậy. Nè, cái này là để cho gà nó ăn mà đem ra clean up chưa có bỏ vô lại. Con gà nó ăn nè. Nè, con gà này là con gà nó gáy. Nè, nó chuồng gà nè. Con nào hồi nãy cái vậy? Con nào? Mày hay mày? Đứa nào? Đứa nào hồi nãy cái vậy? Con nào gái? Cuối tuần này là thuê ngót cái chuồng gà nè. Giờ đang ngò, nó đi ngủ. Kiếm gì nữa. Nuôi cũng đỡ, chắc mười mấy con. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 con. Ở đây hình như nó cho mình nuôi tới 28 con sao? Cái chuồng này nhỏ nên nuôi ít, không có nuôi nhiều. Nãy con nào gáy vậy? Tự đem mới tới đây không gáy nữa mày. Gáy nè, 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 không giữ lắm. Không giữ mà, không giữ quá đi. Chiều nay khuyên hết chuồng gà thôi. Vô quá. Đây, thôi. Đi vô nhà. Chuẩn bị gà hái, gà hái cà. Cà quá thì cà luôn. Nặng quá, tẩy cây luôn nè. Nè, con này trái nè. Đó, thấy cái hồng này nè đó. Thôi, vô nhà. Quay nó thì nó kêu phải không? Nó gáy rồi thấy chưa? Thấy nó gáy không? Gà bên đây ngủ ha. Nó gáy mọi lúc mọi nơi, sáng trưa chiều tối giờ nào cũng gáy được. Con gà Việt Nam mà nó gáy buổi sáng nó thức mà dậy ra ta. Mấy con gà nó gáy.
giờ nào nó cũng gáy hết trơn á. Ở Mỹ mà nghe tiếng gà gáy nữa. Cái này là 12 con gà mái đi, 2 con gà trống.